Thế thì lúc này trong vụ tấn công như thế thì như thế là có, tôi chỉ nhớ là như thế là có sư đoàn 36, sư đoàn của hình như 32, sư đoàn quân tiên phong, có sư đoàn quân tiên phong 38 38, có mấy sư đoàn đấy, mấy sư đoàn mạnh của lực lượng vũ trang của chúng ta. Thế còn tôi thì tôi ở cái sư đoàn 36, cái sư đoàn 36 là bao gồm có một trung đoàn 44 là cái trung đoàn chủ lực số 1 của 36. Thế xong rồi đến trung đoàn 98 là cái trung đoàn cũng mà có khả năng tấn công vào các đồn địch, có tức là có khả năng công kiên. Thế còn một trung đoàn nữa là trung đoàn 176. Thế thì trung đoàn 176 thì là một cái trung đoàn thứ ba của 36. Thế thế là 36 như là có ba cái trung đoàn, trung đoàn 174 là trung đoàn 1, tức là số 1 đấy, anh cả đấy. Xong rồi đến trung đoàn 98 rồi đến trung đoàn 16, trung đoàn 16 thì cái trung đoàn sau này thì cái trình độ khả năng tấn công vào đồn địch đã hạn chế, cho nên khi đánh điện biên phủ thì lúc đó anh Lê Quảng Ba lúc đó là tư lệnh của, tức là sư trưởng, anh Chu Minh là chính ủy của 36. Thế khi tấn công vào điện biên phủ thì chỉ có trung đoàn 14 và trung đoàn 98, còn trung đoàn 16 thì không tham chiến là trực tiếp, không trực tiếp không vào cái lực lượng đánh điện phủ. Thế thì trong cái trung hai cái trung đoàn này là hai trung đoàn mạnh của 36, thì trung đoàn cái A 1 là cái vị trí rất quan trọng, là cái cứ điểm rất quan trọng, thì cái này là 14 đảm nhận. Các bạn 14, anh ấy nhớ 14 là cái trung đoàn 14 là phụ trách đánh A1. Thế đánh A1 thì cũng ở cái mức độ là đánh thắng, nhưng mà sau là hai bên tranh chấp nhau một cái quả độ, thì như thế là chia ra món anh ở một phía, thế là cầm cự nhau ở trên cái đồn của thời địch, mà sau khi mình không làm chủ được hoàn toàn, khi mình đánh được thì địch lại tiếp tục cho lực lượng và tiếp thêm lực lượng đến để phản công lại với chiếm lại được một phần của cái A1. Thế cái A1 như thế thì là đánh đi đánh lại mấy lần đấy, nhưng mà đến cái lần cuối cùng là cái lần mà tổng tấn công thì cái lần đấy nó dứt điểm. Thế còn cái đồi C1 là ở bên cạnh cái C2 với lại là ở giữa, còn cái A1 với lại cái C1 là ở cũng ở bên trên quả đồi, nhưng mà cách nhau một cái đồi là C2. Cái C1 thì là cái sự nước, CA1 là cái công sự kiên cố nhất, trong đến C1. Thế thì như thế là 14 thì đảm nhiệm tấn công tiêu diệt A1. Còn trung đoàn 98 thì được trách nhiệm là tấn công vào C1. Thế thì trung đoàn 98 trong khi đánh C1 thì cũng chiếm được, không làm chủ được toàn vẹn, cho nên là cũng kẻ địch cũng tiếp tục quân lên phản kích lại, cho nên là hai bên giằng co nhau và cũng chia
cũng chiếm đóng, mỗi một lực lượng thì chiếm đóng một nửa của đội C1. Thế tôi đã trực tiếp lên xem các vị trí anh em ở trên đội C1, trong khi mà trung đoàn 98 là cái thời kỳ cầm cự, thì lúc đó như thế là tôi muốn lên đến trên đây xem. Thì như thế thì thấy anh em ăn ở hoàn toàn là dưới hầm hết, thế như thế thế rồi. Ông kể tiếp đi ạ. Như thế là cái thời kỳ mà giằng co nhau ở trên một quả đồi thì cũng là kéo dài cái thời gian, từ cái thời gian mà tấn công đầu tiên đến cái thời kỳ mà tổng tấn công sau.